미친놈. Một thứ là thực vật, một thứ là sản phẩm từ động vật. Cây và trứng gà không thể có mối liên hệ gì với nhau. Thế mà người ta lại bắt gặp cảnh tượng cây đẻ ra trứng gà. Trên mỗi ngọn cây đều là một quả trứng tròn xoe, không ai có thể hiểu nổi. Vậy thì sự thật phía sau cảnh tượng kỳ quái này là gì? Câu trả lời thật sự sẽ khiến bạn ngạc nhiên hơn nữa. Theo trang iPhone, đây là hình ảnh được chụp lại tại khu vườn của một nông dân ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Thoạt nhìn, ai cũng sẽ ngạc nhiên và tò mò bởi cây trong vườn nhà nông dân này không ra hoa, ra quả mà lại ra trứng gà. Nhưng thực chất, đây là cách làm vô cùng sáng tạo của ông để cây đạt năng suất, chất lượng cao. Những cái cây này được gọi là cây hương xuân và những quả trứng kia thực chất chỉ là vỏ trứng được người nông dân này úp lên cành cây. Còn lý do tại sao làm vậy thì người nông dân này giải thích rằng đó chỉ là vỏ trứng tôi đặt lên ngọn cây thôi, làm gì có cây nào mọc ra trứng. Tôi làm vậy để giữ ẩm cho ngọn cây, tránh ánh nắng mặt trời và giúp cây phát triển nhanh hơn, không bị sâu bệnh phá hoại nữa. Và đặc biệt, khi mầm cây hương xuân mọc lên cũng có mùi thơm thoang thoảng của trứng gà. Nghe xong lời giải thích này của ông thì có lẽ chẳng ai còn tò mò nữa mà chuyển sang khâm phục sự sáng tạo của người nông dân. Mỗi cây hương xuân có thể cho thu hoạch 0,5 đến 1 kg lá. Mỗi mẫu đất có thể trồng được 2.000 gốc cây và sản lượng có thể lên tới 1,5 tấn. Mỗi ký lá hương xuân có giá lên tới hơn 200.000 đồng. Nếu áp dụng theo cách làm của người nông dân này, lá cây sẽ tránh được sâu bệnh, vỏ trứng sẽ giúp cây giữ được độ ẩm, tránh sự tiếp xúc trực tiếp của ánh nắng mặt trời. Bởi nếu có ánh nắng, lá cây sẽ nhanh già và cứng. Nhờ cách làm sáng tạo này mà sản lượng lên tới 3 tấn, mang lại hơn 150 triệu đồng. Dewaka, Ấn Độ. Nằm ở độ sâu 21,3 mét dưới đáy biển, gần hòn đảo có người sinh sống, thành phố cổ dưới nước Dewaka là một kho báu khảo cổ thật sự đáng khám phá. Các nhà khảo cổ cho rằng thành phố này đã được xây dựng từ 9.000 đến 12.000 năm trước. Nơi đây có một loạt các tòa nhà khác nhau và một mạng lưới đường phố, một cảng biển và các bức tường bảo vệ làm bằng đá sa thạch. Các neo đá lớn ở đây cũng chứng tỏ việc giao thương với nước ngoài đã diễn ra ở Dewaka trong suốt quãng thời Trung Cổ. Thành phố Sư Tử, Hồ Thiên Đảo, Trung Quốc. Thành phố Sư Tử, theo tên dãy núi Sư Tử bao quanh, đã từng là một trung tâm chính trị và kinh tế ở miền đông Trung Quốc. Nó đã bị nhấn chìm vào năm 1959 để nhường chỗ cho một hồ nước nhân tạo và trạm thủy điện. Thành phố này đã bị lãng quên trong hơn 50 năm trước khi được khám phá lại vào năm 2011. Nằm ở độ sâu 25 đến 40 mét dưới mặt hồ Thiên Đảo xanh trong, thành phố này có những cầu thang bằng gỗ và những nhà gạch được bảo toàn nguyên vẹn. Thành phố Sư Tử đã trở thành điểm đến nổi tiếng đối với những người đam mê lặn. Baia, Italy. Bạn có phải là người yêu thích những bức tượng La Mã cổ đại, tranh khảm và di vật? Nếu có, thì Baia là điểm đến thú vị dành cho bạn. Một phần của di tích đã được các nhà khảo cổ học khám phá ra, và ngày nay, Baia đã ngày càng trở thành điểm đến nổi tiếng dành cho những du khách tìm kiếm sự phiêu lưu. Nếu đi trên một chiếc thuyền đáy bằng kính, bạn có thể trông thấy các báu vật khảo cổ dưới nước. Một lựa chọn khác là đi thuyền cao su và sẽ có một thợ lặn mang camera xuống nước cho bạn một cái nhìn tổng quát về di tích. Và nếu bạn là một người yêu thích sự phiêu lưu mạo hiểm, tốt nhất là hãy tự mình lặn xuống để trực tiếp ngắm nhìn kỳ quan cổ đại này. Pavlopetri, Hy Lạp. Nếu bạn thích khám phá và tìm hiểu về nền văn minh Hy Lạp cổ đại, thì thành phố cổ Pavlopetri nằm ngoài khơi bờ biển phía nam Laconia ở Peloponnese.
Hy Lạp là địa điểm không thể bỏ qua. Pablo Petri được xây dựng khoảng 5.000 năm trước, khiến nó trở thành một trong những thành phố dưới đáy biển lâu đời nhất trên thế giới. Kể từ khi thành phố được tìm thấy vào năm 1967, các nhà khảo cổ và khách du lịch dường như bị mê hoặc bởi các hiện vật được bảo tồn rất tốt, bao gồm cả những đồ gốm. Điều khiến Pablo Petri nổi bật là nó được xây dựng gần như là một thành thị hoàn chỉnh, bao gồm ít nhất 15 tòa nhà. Cũng có bằng chứng rằng nơi đây đã từng là nhà sản xuất hàng dệt may lớn với một số thiết bị còn nguyên vẹn. Di tích cổ Yonaguni, Nhật Bản. Được phát hiện vào năm 1986, di tích Yonaguni bao gồm một loạt các khối đá nguyên khối xuất hiện như thể chúng được hình thành bên sườn núi. Tuy nhiên, có một cuộc tranh luận đáng kể về việc liệu chúng được tạo nên bởi con người hay do vận động kiến tạo của tự nhiên. Một số nhà khảo cổ học đã ước tính rằng các khối đá đã có 10.000 năm tuổi. Nếu vậy, chúng sẽ là những cấu trúc nhân tạo lâu đời nhất trên thế giới, thậm chí hơn cả các kim tự tháp Ai Cập. Nếu bạn khám phá Yonaguni bằng cách lặn xuống nước vào mùa đông, bạn có thể bắt những con cá mập đầu búa. Antiochus, Alexandria, Ai Cập. Hòn đảo dưới nước cổ đại này được cho là đã bị nhấn chìm do động đất vào khoảng thế kỷ thứ tư và được tìm thấy vào năm 1996 gần bến cảng Alexandria. Ngoài vị trí của ngọn hải đăng Alexandria, một trong những kỳ quan cổ đại của thế giới đã bị coi là mất tích mãi mãi, các nhà thám hiểm còn tìm thấy một cung điện bằng đá cẩm thạch được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 trước công nguyên. Cung điện được cho là thuộc về nữ hoàng Cleopatra. Cung điện không đầy đủ của Mark Antony, người tình của Cleopatra, cũng nằm trên Antiochus. Trang sức, bình gốm và thậm chí các thuyền chở hàng hóa cổ đã được tìm thấy trên hòn đảo này. Tin tốt là hòn đảo chỉ cách mặt nước vài mét, điều này khiến cho việc khám phá nó rất dễ dàng, ngay cả đối với những người mới bắt đầu học lặn. Atlit Yam, Israel. Địa hình thuộc thời kỳ đồ đá mới dưới nước này được phát hiện vào năm 1984 ngoài khơi Atlit gần Haifa và ước tính được xây dựng vào giữa những năm 6.900 đến 6.300 trước công nguyên. Các cuộc khai quật đã phát hiện ra những ngôi nhà, giếng xây bằng đá, những trang thiết bị nghi lễ, hiện vật và mộ có xương. Di tích này cung cấp bằng chứng rõ ràng nhất về nơi mà con người đã thực hiện chuyển đổi từ hình thức săn bắn sang định cư nông nghiệp. Thành phố xoắn ốc, Ocean Spiral, kiểu mẫu thành phố nằm dưới biển trong tương lai, Nhật Bản. Ocean Spiral là một ý tưởng xây dựng độc đáo được đề xuất bởi tập đoàn Shimizu của Nhật Bản. Đây là giải pháp đưa ra cho những vấn đề lương thực, năng lượng, nước, ô nhiễm không khí và các cuộc khủng hoảng tài nguyên. Thành phố sẽ bao gồm một quả cầu lớn được gọi là vườn xanh, có thể chứa 75 tầng dành cho nhà ở, thương mại, tiếp khách và các cơ sở nghiên cứu. Một khối kiến trúc xoắn ốc điều chỉnh các chức năng cần thiết để cho phép Ocean Spiral hoạt động trên biển sẽ nối vườn xanh với nhà máy trái đất nằm trên bờ biển. Mặc dù để ý tưởng này đi vào thực tiễn sẽ phải mất hàng thập kỷ nữa, nhưng không bao giờ là quá sớm để bắt đầu suy nghĩ về những điều thú vị có thể xuất hiện trong tương lai. Pray for me. I was the black sheep.